Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ở đây thì mình đang có hai chiếc ROG Phone 2, nhưng một chiếc sẽ là máy quốc tế phân phối dành cho thị trường Việt Nam. Bên tay trái thì sẽ là máy xách tay của phiên bản Tencent. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem, để trải nghiệm, để so sánh hai chiếc máy này nó sẽ khác biệt nhau ở những điểm gì và nó có khác biệt nhiều ở phần cứng hay không, khi mà mức giá của nó sẽ chênh nhau đâu đó khoảng tầm là 2 củ cho cái phiên bản xách tay. Xách tay tất nhiên là rẻ hơn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ lấy chiếc ROG Phone 2 phiên bản quốc tế ra trước đi. Thì các bạn sẽ lưu ý rằng các bạn khi mà lấy chiếc máy này ra, các bạn sẽ kéo ngang để phòng cái trường hợp là chiếc máy nó sẽ đổ ập ra, các bạn sẽ sấp mặt không đỡ kịp. Thì đây là chiếc ROG Phone 2 của chúng ta, chiếc máy dành cho thị trường quốc tế. Đó, thì đây ROG Phone 2 quốc tế mình sẽ bỏ qua một bên nhá. Trong khi đó thì với chiếc ROG Phone 2 phiên bản xách tay, chúng ta cũng sẽ có cách mở hộp tương tự. Do là cái chiếc máy này trước đấy thì mình đã mở ra rồi nên nó sẽ không còn đi siêu nữa. Nó sẽ chỉ còn only máy mà thôi. Đây, phiên bản ROG Phone 2 xách tay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến một phụ kiện. Thì đây là cái hộp của phiên bản quốc tế này. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có, đấy là quạt tản nhiệt. Thì bên chiếc máy xách tay nó sẽ cũng có quạt tản nhiệt. Thế nhưng với phiên bản Tencent Game thì chúng ta sẽ có ở trên cái quạt này là dòng chữ Tencent, có thêm dòng chữ Tencent. Và tất nhiên cái dòng chữ này sẽ chỉ là dòng chữ in thêm mà thôi. Khi mà cái đèn RGB này nó sáng lên, cái dòng chữ Tencent này nó cũng sẽ không sáng, nên các bạn lưu ý điểm này. Còn với phiên bản quốc tế, chúng ta sẽ có một cái quạt nó sạch sẽ hơn, nó không có thêm cái dòng chữ phụ nào cả. Thì các bạn sẽ thấy phiên bản quốc tế nó ok hơn ở cái điểm này. Cái tiếp theo đấy là về bộ sạc cáp của máy. Thì bên dưới nó sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây. Thì với phiên bản xách tay tất nhiên nó cũng sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây, nó hơi bị hỗn độn một tí, các bạn thông cảm. Bên trong chúng ta sẽ có đầu tiên là cái ốp lưng này. Thì với phiên bản quốc tế, chúng ta cũng sẽ có ở đây là cái ốp lưng. Và cái ốp lưng này do là chưa sử dụng bao giờ nên nó vẫn sẽ ở trong hộp. Và ốp lưng thì tất nhiên nó cũng sẽ y chang nhau mà thôi. Bên hộp này thì sẽ là sẽ dễ sử dụng, nó không có gì hết nên mình cũng sẽ xin phép là không bóc cái hộp đấy ra. Đây, ốp lưng giống y chang nhau và cũng sẽ không có thêm bất kỳ dòng chữ gì, kể cả quốc tế, kể cả sách tay. Bên trong thì cũng sẽ có những logo của ROG là giống y hệt nhau. Bỏ ra ngoài này, chúng ta sẽ có cuối cùng đấy là cục sạc 30W ở trên bản sách tay. Và bản quốc tế thì chúng ta cũng sẽ có thêm cục sạc 30W. Nói chung rằng là những cái bộ phụ kiện đi theo thì nó sẽ giống y chang nhau. Và cục sạc của Tencent Game thì nó cũng sẽ không có thêm dòng chữ Tencent gì hết. Cáp thì vẫn sẽ là một sợi USB C2C. Và chúng ta cũng sẽ có... như vậy là với phiên bản quốc tế các bạn sẽ không được tặng kèm thêm sợi A2C. Phiên bản Tencent Game các bạn sẽ có thêm một sợi A2C nhá. Còn phiên bản quốc tế chúng ta sẽ không có. Như vậy là phiên bản sách tay, phiên bản Tencent, các bạn sẽ có thêm dòng chữ ở trên cái quạt như thế này. Cùng với đó thì các bạn cũng sẽ có thêm một sợi cáp, đấy là A2C như mình đã chia sẻ. Lợi thêm, được lời thêm một dòng chữ với lời thêm một cái cáp, mà không biết là các bạn có thêm hay không. Đến với hai chiếc máy, hai nhân vật chính của chúng ta, đấy chính là chiếc ROG Phone 2 phiên bản quốc tế bên tay trái và chiếc ROG Phone 2 phiên bản Tencent bên tay phải. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên mặt lưng, nếu như để ý sơ qua, nhìn sơ qua thôi, thì hai chiếc máy gần như không có điểm gì khác biệt. Vẫn là vị trí của cụm camera tương đương này, logo ROG tương đương. Chúng ta cũng sẽ có một cái giải phụ ở đây làm từ kính chứ không gọi là kim loại, giống như cái phiên bản 12 triệu phiên bản RAM 8GB nữa. Nó đã được hoàn thiện từ kính, đẹp hơn nhá, bóng bẩy hơn. Và sẽ có một cái điểm khác biệt ở đây, đấy là với chiếc máy phiên bản Tencent Game thì ở bên dưới nó sẽ có logo của Tencent. Còn với cái chiếc máy phiên bản quốc tế, chúng ta sẽ có logo là Republic of Gamer. Tức là cái phiên bản Tencent thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn gì đó để khi mà người dùng có sử dụng cái phiên bản này thì mọi người vẫn biết rằng là đây là phiên bản được Tencent trợ giá với mức giá tốt hơn và bán ra sớm hơn tại thị trường Trung Quốc. Còn trong khi đó thì với phiên bản chính hãng thì nó sẽ chỉ có duy nhất một cái dòng chữ Republic of Gamer. Đây là cái dòng chữ mà bạn đã quá quen thuộc trên những sản phẩm ROG của nhà Asus rồi. Hai chiếc máy này chẳng có gì khác biệt nữa rồi, nên là mình xin phép bỏ cái chiếc máy ROG Phone phiên bản Tencent Game này ra. Vì là cấu hình bên trong hay là mặt trước, màn hình, các thứ nó đều giống nhau, chỉ khác nhau duy nhất đấy là cái dòng chữ ở trên mặt lưng mà thôi. Thì với phiên bản quốc tế này, các bạn vẫn sẽ có màn hình 6,6 inch của độ phân giải là Full HD cộng tấm nền Super AMOLED với tần số quét lên tới là 120Hz. Những cái thông số này thì các bạn đã quá rõ nên mình cũng không cần phải nói lại nhiều. Thế là đến con chip bên trong thì cũng sẽ là Snapdragon 855 Plus, các bạn có 12GB và 512GB bộ nhớ trong. Các bạn lưu ý, đấy là với thị trường Việt Nam của chúng ta thì Asus sẽ chỉ
tung cấp ra cái phiên bản đấy là RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 512GB hoặc là RAM 12GB và bộ nhớ trong là 1T. Cùng với đó thì Wi-Fi được hỗ trợ trên phiên bản này, nó cũng sẽ có Wi-Fi tần số là 60GHz để mang lại cho các bạn một cái kết nối ổn định hơn, tốt hơn khi mà chơi game. Nhưng tất nhiên với cái tần số cao đến như vậy thì các bạn sẽ có một khoảng cách ngồi cái cùng module nó khá là gần, và cũng như các bạn sẽ không thể nào mà sử dụng khi mà có vật cản giữa Wi-Fi và chiếc máy được. Nên lưu ý ở điểm này, rõ ràng nó có điểm cộng nhưng nó cũng sẽ có những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý để sử dụng chiếc máy tốt hơn. Hay là với quả pin thì nó cũng sẽ có dung lượng là 6000 mAh và nó hỗ trợ sạc nhanh 30W như mình đã có ở đây. Nói chung rằng là với phiên bản quốc tế này thì cái điểm khác biệt lớn nhất của nó vẫn sẽ chỉ nằm ở phần lưng, khi mà chúng ta sẽ có dòng chữ Republic of Gamer. Cùng với đó thì phiên bản quốc tế thì chúng ta cũng sẽ có sẵn tiếng Việt, cũng như là các bạn sẽ có sẵn âm thanh aptX, chứ các bạn sẽ không cần phải mod ROM giống như cái phiên bản sách tay. Và trên đó là video mình trên tay so sánh đến cho các bạn về chiếc ROG Phone 2 phiên bản quốc tế với phiên bản Tencent Game. Nói chung sự thay đổi, sự khác nhau là quá ít. Trong khi đó thì các bạn sẽ có chế độ bảo hành ngon hơn, các bạn sẽ có những hậu mãi về sau tốt hơn, và khi mà chiếc máy có gặp trục trặc gì trong quá trình sử dụng, ví dụ như là bể kính, ví dụ như là hư màn hình, thì các bạn cũng sẽ có thể sửa chữa nó một cách dễ dàng hơn so với bạn sách tay. Còn nếu như là bạn thì các bạn vẫn sẽ lựa chọn phiên bản sách tay này hay là lựa chọn phiên bản quốc tế, xin một comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.